Tọa lạc tại Bình Thạnh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Ernest Academy từ lâu đã trở thành địa chỉ đào tạo trang điểm và bới tóc chuyên nghiệp, ra đời với sứ mệnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng và tiếp lửa đam mê cho chị em yêu thích ngành trang điểm bới tóc. Ernest tự hào mang đến những khóa học chất lượng cao theo chuẩn quốc tế ngay tại Sài Gòn. Sáng lập và trực tiếp đào tạo bởi Master Ernest Nguyễn, người có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành và không ngừng học hỏi, sáng tạo. Các học viện chuyên ngành danh giá nhất châu Á, cô đều đã trải qua như SMA Bangkok, Makeup Forever và Chung Se-moon Seoul. Với tổng diện tích hoạt động lên đến hàng trăm mét vuông, cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, các phòng chức năng chuyên biệt, phòng học lý thuyết, thực hành, studio, v.v. Ernest chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho học viên. Đến với Ernest Academy, học viên sẽ được đào tạo bài bản chuẩn quốc tế, giáo trình cập nhật và cải tiến liên tục, giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy hiệu quả hàng đầu, trực quan sinh động, thực hành 80%, hỗ trợ giảm học phí cho học viên ở xa, thường xuyên tổ chức các buổi workshop, chi phí hợp lý, nhiều ưu đãi thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn học viên xây dựng hình ảnh, tạo lợi thế xuất phát. Đặc biệt, chỉ có ở Ernest Academy, cam kết đầu ra 100% kiến thức và tay nghề, được học lại hoàn toàn miễn phí cho đến khi đạt kết quả, có chứng chỉ công nhận sau khi hoàn thành khóa học. Mình đã tìm hiểu kỹ và quyết định gia nhập Ernest sau khi được tư vấn rất là cụ thể và rõ ràng. Lúc đầu thì mình cũng khá là bỡ ngỡ, nhưng mà mình may mắn được các chị giảng viên ở đây hướng dẫn cũng như giúp đỡ rất là nhiệt tình. Bây giờ thì mình đã có thể thành thạo một số thao tác là khá là phức tạp cũng như là tự tin hơn ở tay nghề của mình. Và điều mình thích nhất khi tham gia khóa học ở đây đó là học viên thường xuyên được tham gia những buổi workshop để trao dồi thêm kinh nghiệm cũng như là bắt kịp xu hướng. Và mình cảm thấy môi trường ở đây là một môi trường đào tạo rất là chuyên nghiệp và cảm thấy quyết định theo học ở đây của mình rất là đúng đắn. Mình học makeup ở Agnes Academy cũng đã được một tháng rồi. Thực sự học mình rất là mê makeup, nhưng mà sau khi tìm hiểu những cái kiến thức ở trên mạng hay là tìm hiểu từ những cái beauty blogger thì mình không thể nào mà có thể tự thực hành được. Thì sau khi được học tập ở Agnes thì mình đã được các giáo viên giảng dạy được trao dồi rất là nhiều kinh nghiệm và chia sẻ mô típ về trang điểm, kể cả được cập nhật những xu hướng mới nhất của makeup. Thì rất là cảm ơn Agnes Academy đã chia sẻ những kinh nghiệm như vậy, thì bản thân mình cũng đã được phát triển hơn rất là nhiều. Và thực sự là chúc cho Agnes Academy phát triển và thực hiện được sứ mệnh của mình được tốt nhất. Hãy đến với đại gia đình Ernest Academy để trở thành một chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Liên hệ hotline 0918 029 588 để được tư vấn và đăng ký tham gia khóa học.